Chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Trước ngày diễn ra trận đấu kịch tính giữa hai đội tuyển Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Được biết thì đây là một trận đấu vô cùng quan trọng và nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả trong và ngoài nước. Chính vì vậy mà thị trường phe vé tại chợ đen diễn ra trước cổng sân vận động Mỹ Đình diễn ra vô cùng sôi động, thậm chí một số đối tượng còn ngang nhiên tăng giá vé lên gấp 4 đến 5 lần so với giá vé gốc. Được biết vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 11, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu trên sân Mỹ Đình gặp đội tuyển UAE. Đây là trận đấu cuối cùng lượt đi trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2020 bảng G khu vực châu Á của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Màn tranh tài vào thứ năm này sẽ là bước đệm nhằm quyết định ngôi đầu bảng của Việt Nam trước trận đấu gặp Thái Lan cũng ở lượt trận thứ tư, Thái Lan gặp Malaysia. Do trận đấu quan trọng nên nhu cầu tìm kiếm những tấm vé vào sân được đẩy lên cao. Hàng triệu người hâm mộ trên cả nước đều nóng lòng sở hữu cơ hội được tận mắt theo dõi đội tuyển nước nhà chinh chiến trước đội bóng Tây Á, vốn được đánh giá cao nhất bảng G vòng loại World Cup 2022. Vào ngày 7 tháng 11 vừa qua, VFF đã thực hiện việc trả vé cho những người hâm mộ đặt trước qua đường bưu điện như thường lệ đối với các trận đấu lớn. Những chiếc vé này lập tức được dân buôn mang ra thị trường chợ đen giao bán lại. Càng sát ngày diễn ra trận đấu, giá vé chợ đen càng được đẩy lên cao, gấp 4 tới 5 lần giá vé gốc. Những tấm vé được VFF niêm yết với giá 200.000 đồng một vé khán đài C sẽ bị đẩy lên cao ở mức 1,2 triệu đồng một cặp. Những vé có mệnh giá 300.000 đồng một vé khán đài D và 400.000 đồng một vé khán đài A và B được dân buôn chợ đen giao ở mức 1,6 đến 2 triệu đồng một cặp. Những cặp vé có mã QR code vốn có giá 500.000 đồng ở khán đài B còn được hét lên ở mức giá 4 triệu đồng một cặp. Theo những gì diễn ra trên cổng trụ sở VFF và trước cổng sân vận động Mỹ Đình, cảnh người mua kẻ bán diễn ra vô cùng tấp nập cho dù giá vé được giao rất đắt đỏ. Những người phe vé tập trung chủ yếu trước cửa sân vận động Mỹ Đình để chèo kéo những người hâm mộ vốn không đặt được vé online. Họ cầm trên tay đủ mọi loại vé, từ khán đài A đến khán đài D, thậm chí không thiếu cả những tấm vé VIP. Nhiều người hâm mộ vì không kịp đặt mua vé với giá gốc nên đã chấp nhận mua những chiếc vé với giá trên trời để được cổ vũ cho đội nhà. Vốn là đội bóng có thứ hạng FIFA cao nhất bảng G với đội hình chất lượng nhưng hiện tại, tuyển UAE chỉ xếp thứ 3 với 6 điểm, đứng sau Thái Lan và Việt Nam. Đội bóng của huấn luyện viên trưởng Bert Van Marwijk đang nóng lòng cho một chiến thắng trước tuyển Việt Nam để tiếp tục cuộc đua giành suất vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy vậy, nhiều người dự đoán rằng giá vé trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 11 sẽ được đẩy lên cao hơn nữa ở thị trường chợ đen. Dân phe vé cũng cho rằng vé chợ đen của trận đấu với UAE thấp hơn nhiều so với giá vé ở những trận khác. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.